Chánh pháp cho chúng ta một niềm an lạc bởi chúng ta tin sâu vào nhân quả. Gieo những nhân lành thì được gặt những quả lành. Và nhiều khi con người ta lỡ không biết, khi chưa biết tu, gieo nhiều nhân ác. Trong quá khứ, trong hiện tại và trong những năm tháng chưa biết quy y hay chưa được nghe pháp, cố ý và vô tình mình đã làm nhiều việc ác, nói lời ác, suy nghĩ ác. Bây giờ mình được nghe chánh pháp, được tu tập chuyển hóa đời sống, cho nên mình cảm thấy thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Cái an lạc trong chánh pháp nó giúp cho chúng ta không chỉ hôm nay mà ngày mai, bất cứ nào còn được làm người, chúng ta đều cảm nhận cái niềm an lạc đó. Bởi vì còn sống trên thế gian ngày nào là chúng ta chuyển hóa. Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Đó là cái duyên tốt lành, duyên tinh tấn, duyên chánh pháp, duyên trí tuệ tác động vào trong đời sống của chúng ta.